khi bắt đầu video này thì các bạn đừng quên để lại một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và đừng quên ấn vào cái chuông thông báo để nhận được những thông báo mới nhất khi mình đăng video mới. Đó thì các bạn đã thấy rằng là cái tỷ lệ đăng ký kênh của mình rất là thấp, chỉ có 20% thôi. Thế nên là bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ ấn đăng ký kênh nha. Và nhớ ấn like để giúp Núp có động lực làm những video sắp tới. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào video nào. Hai xin chào các bạn, quay trở lại với channel của mấy. Ngày mai chúng ta lại quay trở lại với Minecraft, nhưng mà chúng ta sở hữu những món đồ siêu siêu VIP và đồng hành cùng với mình đó là bốn thanh niên. Chào mọi người đi nào các thanh niên ơi. Chào mọi người. Đấy các bạn thấy không, ngày hôm nay lại nói chung là phá làng phá xóm nhiều quá. Ngày hôm nay bị đẩy ra khỏi cái vùng băng tuyết rồi bạn ơi. Đến đây lạnh quá trời. Tự ai phải kiếm đồ ăn đã. Ôm cho ấm nút vào. Ôm nhau đi. Thôi không ốm đâu. Không, à quên mất, không ốm ấm gì đâu. Không ốm à? Không ốm đâu, sợ ốm lắm. Đấy. Đây. Để mình làm đồ ăn các bạn này, có thực mấy vực được đạo. Trời ơi. Mấy bác cứ đuổi ra tận ra ngoài cái chỗ vùng băng tuyết rồi, lạnh giá này sợ quá rồi. Thế nên là ngày hôm nay là ở đây các bạn ơi, mình sẽ đi chế tạo cái lò nung các bạn. Nhưng chúng ta sẽ mỗi khi nung là chúng ta sẽ có thể là nhận được cái đồ enchant level 1 triệu bạn nhỉ. Đấy, nhưng mà để có được nó thì chắc là cần đòi hỏi rất lâu. Cái gì đấy? Mình bác sao gì? Bác lại lắc? Không, đây này này, gãi nách. Ủa, sao bác không lắc? Cù nách bác phải không? Ồ, bác lắc này. Thanh niên cù nách bác. Ừ, không có cục sắt nhỉ? Đâu? À đây đây, bên bên này tôi đã để núp chặt gỗ đó bạn ơi. Đấy thì thực ra là cái lò nung bình thường ấy thì nó đã có thể nung được rồi. Ui ở đây cho lò nung luôn này. Ok ạ. Có lò nung đây luôn bạn ơi. Trời ơi. Bên trong kìa. Xin thật sự bạn ơi. Mở cái thấy quả lò nung đây. Thực ra lò nung này là bình thường các bạn. Đấy. Để nha, mình sẽ thử nung cho bạn xem. Nhưng mà đây. Ở đây này. Ấy, quên mất là chúng ta chưa chế tạo cái bản chế tạo để chế tạo cái cúp bạn. Nhầm. Đấy. Ui, cái này có cúp sắt à? Đâu, à quên mất cúp đá. Đâu. Để đúc thử nướng lên các bạn này, nung nó lên thử xem ra. Nướng cúp sắt. Thằng nào? Ui, đấy các bạn đâu, mới level đầu tiên chúng ta chỉ có nướng nó lên, nung nó lên nó chỉ được mấy cái gọi là level 1 thôi. Ui ôi. Độ mềm mại kìa. Nhưng mà độ mềm mại làm gì ta? Mềm mại. Độ mềm mại chả thực tiếp vấn đề được gì đâu. Ôi giời ơi, nhiều. Rồi ok. Đây chúng ta để coi ra cái gì. Tí thế này đặt vào đây hưởng ké gia tài nè. Ui có gia tài luôn hả? Độ mềm mại. Có. Em mới ra gia tài. Mềm mại. Ui gia tài 1. Ôi trời ơi. Đây chắc là mình sẽ cần một cái cúp đá rồi. Chắc là mình cũng đi rồi bạn này. Đây bây giờ là mọi người đi mai đi. Chúng ta nói chung là nung cái này nung cơ bản thôi để cho bạn biết thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ phải đi mai kiếm sắt. Rồi chia nhau ra tìm mai tự nhiên đi. Ngày hôm nay chả thấy cái cục sắt ở đây, hình như là lạnh quá nên là mấy cái cục sắt được trốn hết rồi. Gia tài luôn. Gia tài luôn. Ui, đại đào ít đá các bạn ơi. Đó thì bây giờ là mình sẽ phải đi thằng nào kiếm sắt rồi. Chúng ta cần có 8 sắt để có thể nâng cấp cái lò nung tiếp theo để mình có thể là nung ra cái chỉ số enchant xịn hơn. Bên này có không ta? Ui. Qua bên này tôi thấy này. Bên này có mai tự nhiên. Bên này. Ý con mèo. Ok, sao mai tự nhiên thấy ra hai cái lỗ thông nhau vậy? Trời ơi. Rồi. Ok, phải. Không tự nhiên như lắm rồi. Copper thôi chắc là chả cần đâu bạn này. Đào một mạch xuống đi. Tôi đoán chắc là kiểu gì nó cũng có cái mai ở đây này. Tôi hứa bạn luôn. Ơi ở đây ở chỗ banh này. Okay, mai này siêu to luôn. TP qua đấy vậy. Đang mải đào đây rồi. Rồi. Đừng đi gì nhá, đừng đi gì vội. Ok ạ. Làm ơn đừng đi. Làm ơn đừng đi gì vội. Ui, dưới này có cái này, nhảy xuống đây. Ui, lava. Xuống đây này. Đó, ui, chỗ đến... Pixel có hầm mỏ luôn này, ngon. Có mỏ luôn này. Ghê đây, đây, hầm mỏ luôn. Cái này là cái gì đấy? Zeno này. Thẻ luôn chứ tôi. Tôi phải cái cúp mềm mại lắm mà. Ơi, no, đừng. Chỗ này có sắt đâu, vãnh, được kìa. Đấy, ở dưới này. Đâu. Đây, sắt này, đầy sắt này. Rồi, ok. Tàn các thứ có ba anh Creeper đây. Rồi, lúc đào này là đào mãi mà. Đây, ra đây. Đây, ba anh Creeper đây, sắt này. Đào, tám sắt đi. Trời ơi, đào tám sắt tính sau. Ơi anh chín sắt rồi. Ok đây ba sắt anh đi rồi. Ok núp cho này cái gì đấy á kiếm ra quả táo vàng ngon đấy ăn luôn bạn. Chỗ nhỏ hầm bò hoang lắm quái quá ở đây, lắm quái quá trời ơi.
trái phải đều có vậy. Không sao bạn, mình sẽ lấy thân mình hy sinh, nổ đi, ấy nổ đi. Ai ôi, đau quá. Ngứa. Rồi, đây. 14 sát rồi. Để đúp đặt cái lò nung này bạn, chắc là tôi chế tạo lại cái cúp đá khác rồi, cái cúp này lởm quá. Cúp này có mềm mại đào không có nổi. Đào, ok, ui giời, sát đây. Tôi chết quên không đào than rồi. Này, sát đây, đào đi. Nào bạn ơi, đào đi bạn. Đào đi. Đào đi. Ôi giời, nhiều quá, từ từ, bình tĩnh. Đây, đây, lúc qua lúc lấy than các bạn ơi. Wow. Pixel qua đây thôi, trời ơi, bên này lúc thấy là bên này nhiều hơn này. Trời ơi, bên này mai rộng lắm. Tính ra bên này nó còn thoáng mát các bạn. Để Pixel chiến cúp sắt đào vàng bên này đã. Này, thịt thối chín này. Thịt thối chín là ăn đi. Thịt thối chín. Rồi. Ok, thịt thối chín là mình thấy con zumbi ạ. Đào. Nâng cấp lên cái lò nung tiếp theo bạn. Đấy, úi giời, một này. Ai ra đây. Rồi, sao cúp sửa chữa kìa. Ra tài luôn. Như là có quả cúp ra tài luôn bạn, xịn quá nhỉ. Ok nha, đấy. Ok bạn, trả đây. Rồi xin nha. Ok, đi chơi hôm cúp của người ta. Đây, đâu đấy ra để núp nâng cấp lên cho. Tính ra này, cầm cái này đi. Ở đâu rồi, vừa lấy mình đào quá đây. Đấy, mình sẽ nâng cấp cái lò nung này. Đây, lò nung level 1 các bạn ơi. Đây là nó có thể enchant level 10 lần. Úi trời ơi. Ôi, xin luôn, đấy, vào đây, nhức nách luôn. Ui giời ơi, đây, nung một cái à. Xem nào, ra tài đâu. Level 10 mà đào kim cương thì thôi, nhức nách luôn. Đồ mềm mại thì, ui giời, chậm hỏng. Chậm hỏng level 10 luôn bạn, ok fine. Không sao, trời ơi, bình tĩnh, rồi, đấy. Bây giờ lấy cái lò nung, cho vào nung. Đấy, được hiệu suất 10. Ờ, xong xong rồi nung à. Nhìn cúp hiệu suất của Pixel ra hiệu suất 2 luôn này, nhìn này. Hiệu suất 2 thì đây là người mà. Ui, ui, ui. Ui, được ra tài 10. Ui, ra tài 10 luôn hả? Đây, ra tài 10 đấy. Đâu, xem nào. Đây, này. Ui, ra tài 10 à? Ôi, sửa chữa 10, đúng rồi. Sắp xem à? Nhưng nát hả? Đâu. Đào cục sắt xem nó có được. Đâu. Ui, nhờ ra tài 10 bạn thử đào sắt à? Ui, bao nhiêu đâu? Được 6 sắt. 6 sắt luôn hả? Ừ. Ui, xin thật sự bạn ơi, ra tài. Đấy, các bạn thấy không? Ở phiên bản mới này là... Đi xuống dưới rồi. Đi kiếm kim cương đấy mọi người. Nào. Ôi trời ơi, bạn cắt thằng này. Bỏ cúp sắt ra. Này, tới nha, để núp lên đây đào vàng. Ôi giời ơi, đào vàng là cái thứ thiết yếu bạn ơi. Giá tài 10. Nhức cái nát rồi, nhức nát luôn. Úi giời ơi, vàng ui mười mấy này. Thà luôn chứ. Úi giời ơi, tôi đào sắp được một stack vàng luôn rồi. Oh my god, nung vàng ra để chúng ta để có thể được nâng cấp lên cái lò nung tiếp theo là mình cần vàng với kim cương. Đấy, cộng thêm cái lò nung lò nung thứ hai này tí nữa chắc là phải đào đi quá. Ai làm đây cấp vậy? Rồi ok, mình thanh niên cứ ngồi đấy đấy. Đây. Để mình nung đài nung vàng lên các bạn. Như nào cứ ấy lại cúp lên. Mình tay chứ nhỉ? Mình dai thật sự. Đấy. Ok bạn. Mềm mại. Nào. Mình cần 4 vàng thôi. Mềm mại mà nung làm gì? Đấy. Đấy. Nhức nát. Đâu mình nha, từ người nung một thôi. Mềm mại à. Đây tôi thử để nút thử nung này. Vội vàng này, nhìn nhá, ra tài vui. Ra luôn, ra. Rồi ra. Ok, mềm mại luôn, hay quá. Rồi, đánh ra bài sáng luôn. Ok, fine. Rồi nút làm thêm một cái hò nữa đi. Đâu. Đánh ra bài sáng luôn. Đâu. Mấy tên nhân tranh nhau nhìn xấu quá. Rồi, đánh nhau thôi. Trưng dụng. Đây, đi đào kim cương này, bây giờ chia nhau đi kiếm đấy, trời ơi. À thế này được rồi bạn này. Kiếm kim cương. Kiếm cương. Ai thấy là phải ới núp luôn để núp có ra tay. Có lapis này. Ơi. Ui lapis làm gì? Rồi, ui tổng lava luôn kìa. Lava luôn này bạn ơi. Yeah. Ui trời cái này. Ui cái này mềm. Vội vàng thề luôn chứ. Đào nhanh level 10 đào đã thật sự bạn. Ôi. Ui trời ơi. Đào siêu nhanh luôn bạn. Đào như cái máy luôn. Ui. Oh my god. Năm. Ờ nhưng mà cũng nhanh hỏng thật. Đúng rồi, chỗ này có kim cương này. Đâu? TP qua đây. Coi, đang mải đào rồi, lười TP qua. Ui. Thả luôn chứ, suýt đào các bạn. Đâu. Đi, trời ơi. Sao quá. Mấy viên đấy? Ui, được 6 viên luôn ạ. À. Sao có mỗi viên? Ok à? Anh không biết. Thả luôn lắm thế. Anh vừa thấy ở đây có mỗi viên. Không, 6 viên là được rồi. Tính ra là 6 viên là đủ rồi. Nhưng mà tôi từ từ đã để núp xem. Ui, hỏng luôn rồi. Thôi, chắc là 6 viên đã là hỏng quá. Cúp rồi. Đào gãy cúp luôn, nó nhanh lắm. Đây để mình nâng cấp lên cái đấy lò nung tiếp theo bạn ơi. Chúng ta cần đơn giản lắm. Trời ơi. Đơn giản đan trụ. Đó hồi ôi đây. Lần này là enchant lên level 1000. Thoải cả máy đấy ui các bạn đó. Ui giời 1000. Đào ra nào. Máy. Cho. Ra tài cũng sửa chữa. Ui thế nên có ra tài sửa chữa. Ok á, xong nhanh thế. Nhanh thế. Mình tính thôi. Ôi ôi 1000. Rồi xong. Ui rồi, thằng đấy 1000 nào. Đấy. Ui thằng này nào, nó ngồi nâng cấp cái kiếm ghê vậy.
Ui giời. Ôi, nâng cấp rồi, cái này là mày quét mày 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 level 1000 coi như bỏ đi. Ui ra tài level 1000 kìa. Nhưng mà thải luận này. Đây cấp em bỏ vô này. Ờ thế nào? Bùm, ui giời, ok, đóng tay vậy. Sửa chữa, đừng có mày mày đâu coi như bỏ. Ui, được. Lần này ra tài. Không, không, của em đấy, cái này của em đấy. Lần này là chúng ta cần. Ôi giời ơi. Rồi xong rồi. Đấy của ai đâu để đúng lại. Trò chơi may rủi này cay thế nhở. Đâu. Rồi ok. Không không, đừng có mềm mại nhá. Mềm mại là tao sẽ bỏ mày đấy. Mày mà mềm mại là tao sẽ bỏ mày, tao hứa đấy. Hứa bản thân luôn. Ô, ngon. Không, nhưng mà bây giờ phải ấy cơ. Cái này đào nhanh bây giờ phải không, được ra tài 1000. Không. Ra tài không không cần, nhưng mà được không phá vỡ ấy. Mày không phá vỡ cơ. Là ok nha. Chậm hỏng á, chậm hỏng 1000 đấy. Chậm hỏng. Tôi sẽ chữa nó mà. Vâng. Ôi trời ơi, cậu đừng ước thấy bạn ơi. Oh my god. Đào đi. Đúng vậy, qua đây đào kim cương đúng vậy. Đâu. Cái máy. Đâu, TP qua đây đi. Ui. Đào như một cái máy. Từ đã, để núp chế tạo cái ấy đã. Đây, để nâng cấp cái tiếp theo là thôi. Mọi người có đúng chưa? Rồi, độ mềm mại 1000. Đào. À đây mọi người cứ đấy đi, để núp ra đây, núp đào obsidian đá bạn đây. Đấy, ui quên mất là bên này có obsidian này. Trời ơi. Hợp lý các bạn ơi, uy tín. Ui đào siêu nhanh luôn bạn ơi. Cái này có mềm mại. Bắt đi Khang. Trời ơi, này cúp cắt này. Có chết tờ. Đâu. Đào obsidian nó trôi đi đâu hết rồi. Ơ hình như là ở phiên bản này obsidian. À quên mất. Tôi nhầm. Tôi phải cần có cúc kim cương mà. Ê đâu có kim cương ấy. Đây chỗ đi xem này. Mình đang cần cái cúc sắt rồi ra công đi đào obsidian các bạn. Thật già. Độ mềm mại này. Già rồi lũ. Ây ra tài kìa, thôi lấy đi để. Qua đây pixel này. Về núp này pixel này. Có ra tài 1000 kìa núp. Nhưng cẩn thận sợ có lava đấy. Ui. Em có ra tài 1000 núp ơi. Không cần ra tài 1000. Lava. Ôi ra tài 1000 luôn. Được bao nhiêu viên? Đây, được có 12 viên à. À quên mất được 24 viên này, chia đôi quên mất 12 viên. Ok. Lũ quá. Đồ nhiều quá. Đâu. Ai vậy TP núp qua đấy để nung cái này, nung cái cúp này lên đi đào obsidian coi. Đào obsidian này rồi nha. Tôi tin chắc là cái này nó lên vội vàng luôn. Ồ, mỏi vàng. Quá là mỏi luôn. Cái họ đào obsidian không cần. Rồi ok, chẳng cần. Ôi, không thể phá vỡ 10 nè. Cái gì thanh niên này sao vẫn nung đồ 10 anh, người ta nung lên đồ level 1. À đây 1000, trời ơi, đang ra tài level 1000 này, không cần lắm bạn. Ra tài cái khúc mềm mại, ra tài một niềm tin ạ. Ok, ra tài hết rồi, sao không ấy được ta, meeting làm gì. Trời ơi, cho đào vội vàng đi đào obsidian coi. Ờ đây rồi. Rồi đó. Cậu được ước tới bạn này. Nhân phẩm. Thôi. Đâu ai? Đúng em. Obsidian đâu ai? Bây giờ mình đi đào obsidian. Ra công nãy giờ đào obsidian. Mềm mại biết ngay mà. Úi giời ơi. Úi giời, chờ xíu, không phải tranh nhau để núp. Núp nâng cấp lên cái này nó có đỉnh của chóp level 1 triệu rồi này. Chờ xíu. Cái gì level 1 triệu vậy? Đây. Này cho áo giáp kim cương này tất cả này. Này ní. Rồi, thanh niên chắc có level 1000 đào ra tài level 1000 nữa đúng không? Rồi, ok nhá. Nào ok đào này. Ui trời, tôi bổ nhẹ một cái rồi nó bay luôn đấy, sợ lắm. Rồi, đây là mình sẽ nâng cấp lên cái lò nung đẳng cấp. Đấy, siêu VIP Pro để có thể nung được lên level 1 triệu. Ui, đây mọi người, tập trung đây. Và chúng ta sẽ level 1 triệu. Thử nha. 1000 thấy nó nhiều lắm rồi, 1 anh, triệu luôn. Rồi. Cái gì anh? Thế nào? Creeper. Thử nha, rồi luôn. Ra tài nào. Bây giờ núp thử bỏ. Này đây. Này, mình cho vào đấy. Thử nha. Ai làm tiền thẻ này có. Ui, ra tài 1 triệu luôn. Ui, trời ơi. Bà đây. Đây, ở trong ấy. Đừng núng nữa, khổ quá cơ, núng nữa nó sẽ đi bụi. Sợ quá. Ok, thế thôi bạn ơi, cái này ra tài là 1 triệu để chúng ta đi test thử. Này nha, cẩn thận lag nha. À, không sao, yên tâm. Ui, mỏi người lắm ấy. Thế nào cũng được, đây, núng này. Ra tài 1 triệu luôn này. Ra độ mềm mại. Ui, ra tài là 1 triệu thật các bạn ơi. Cái này có tỷ lệ, đâu xem nào, thanh niên nào ấy, được cái gì ấy. Đây. Này. Không phá vỡ. Không phá vỡ 1 triệu. Nhanh. Nhức nát. Ui. Unbreaking là ok được. Uầy, looting level 1 triệu được này. Bây giờ xuống cái cổng địa ngục để chúng ta đi kiếm người Ender đi. Ui, cái gì đây? Đây xây cái cổng. Uầy, midding à. Ui dồi, xịn thế. Quả cúp này level 1 triệu xịn quá bạn ơi. Đây, tôi thử đào. Oh my god. Tao cả tấn tha luôn bạn. Đi, đâu cái cổng địa ngục đâu đây? Ai chế chưa? Đâu rồi? Chưa ai xây thì phải. Ôi, chưa ai xây à? Ai thanh niên nào nhặt? Rõ ràng nhặt obsidian rồi. Ai biết? À đây, ui giời ơi, Vanh cầm. Trời ơi, thanh niên Vanh rồi. Trời ơi. Thế thì Vanh làm đi Vanh, ok Vanh nhá. Cây rồi. Thì Vanh làm đi. Đây. Ồ, ở đây có cái gì nè? Đâu? Ok. Làm đây. Ui, có cái loot này level
Đây pizza xay xong rồi, lên đây. Quên mất, không mang cái này đi, tí nữa là ăn cám luôn bạn. Đây. Để luôn thanh niên nào vứt thông báo. Đây. Đây từ đã. Ai ở đây đi thế nào? Chia một nửa đây đi kiếm kim cương ấy, tí nữa còn ấy chứ. Ok, chỉ cần một viên thôi, một viên thôi. Một viên thôi. Đâu xong rồi gọi núp nhá. Đúng rồi, cần một viên thôi. Xuống đây xem. Ngay chỗ này luôn đi. Xin luôn. Thật sự, ui đến phát đến luôn kìa. Có ấy luôn này. Xuống đây đánh, tính ra lâu lắm rồi. Ui ôi, chưa có cái hên nào như cái này các bạn. Đấy, tôi thử ra. Đi banh, kiếm kim cương đi banh. Nhận. Ui dồi ôi, cung tên này nhặt đi. Zeno đâu ấy, ok ạ. Này, núp lên đây, núp lên đây này. Có con Enderman này. Enderman từ đó. Trời ơi. Cái gì đây? Trời ơi, đang yếu máu. Thả luôn. Mấy con này đánh đi video, thì video không đánh cái nhìn video không ấy, chế kiếm á. Trời ơi, rồi ok, ui xin thật sự ba là đúng vàng luôn ạ. No, tôi đi rồi. Rồi, đừng. Rồi Zeno nhặt được khoảng 20 chục stack NPR. Ok, 20 chục là cái gì? Là cái gì? 20 chục rồi, rất nhiều đó. Ui là ba bạn ơi. Đây, để núp chế tạo cái á. Nào xem nào. Ui, mũi tên vừa nãy mình còn chưa nhặt kịp các bạn ơi, cay thế nhở. Rồi, thì mình cứ ngẩn tơ te đấy. Ngẩn tơ te đấy, con Vida Skeleton nó gõ cho nhấp nách lên. Ok. Ai ơi. Rồi luôn, cái gì đấy? Núp rơi đồ đấy, video TV núp ơi. Chết dở rồi. Đây đây. Ui. Rồi, mất ở đấy là mất gia tài, cả gia tài đấy. Ờ, đây ok. Rồi, đi tiếp đây. Và là mình ui như mất kiếm kim cương rồi. Đây, cúp đây. Mà này. Nhớ đằng sau. Cúp đây, cúp này. Đó vứt rồi đó. Đây. Qua kia các bạn lúc chưa làm giáp. Ui giời. Đây cho lúc kéo bộ giáp đây. Ơ sao lại mất? Ui đổ nước dưới địa ngục nè. Đổ nước gì địa ngục. Ôi giời. Ok. Còn thiếu gì đấy, còn thiếu cái gì đấy? Mũ với cả giày. Ok, mũ giày đây, có đây. Vừa nãy lúc không đào nhiều kim cương. Vũ này. Bữa nay giờ đầy luôn rồi, nó mời. Đây này. Sao này? Đó. À xíu, tí nữa mình sẽ đi đào kim cương cho bạn xem. Đấy, đào. Tấn công. Con này mình nhờ bên nào? Mình nhờ bên nào? Đây, banh để lại một cái khối cho lúc đấy đừng đào nhá. Ôi giời đầy đồ quá bạn ơi. Càng ơi. Ui giời. Bữa nay có là ba bạn. Bây giờ tách luôn. Đó ba hay đâu, vừa lấy người Ender đâu, Zeno để núp cũng đi test thử xem nào, nó có đã không. Phải tìm đến khu rừng cơ. Bụi rồi. Ok ạ. Thế nên sao chết qua rồi. Này nhưng mà nhặt được nhiều lắm rồi. Cần test không? Ở ngay bên trên mà, ngay bên trên là cái rừng màu xanh luôn. À thế à, thôi đi lên luôn. Đây, qua bên này ngay. Ui chính ra làm cái cổng này nó hên thật sự các bạn. Còn nhiều lắm. Qua bên này luôn. Ok nha, qua bên này luôn bạn. Tí nữa mình tính ra là mình mà ngồi nơi nung đồ ấy là mình rất VIP luôn đấy. Đâu, ở đây có người Ender nữa đâu. Chỗ Zeno. Đây. Một con đang lạc loài. Đó, đâu? Lên đây. Ai, sao con này đứng đơ này. Mày làm sao? Trời ơi. Biết thế mình chỉ tặng nó ra. Đủ luôn. Hai stack luôn, xịn thật sự. Rồi, ok. Ê, banh đâu? TB nút thử đào kim cương à. Trải nghiệm đào kim cương à. Thôi chắc là ngày hôm nay là không cần nâng cấp đồ Netherite đâu các bạn. Mình nghĩ không cần đâu. Này, cẩn thận nó bay hết xuống là bà nha. Bà đấy. À, okay, sao ra tài lên 1 triệu. Bách đờ máy này. Ra tài lên 1 triệu. Stack. Đờ máy. Nhìn lên ở trong gương banh vừa nãy. Nhiều lắm rồi đúng không? Trong gương nhiều lắm rồi. Cuộc sống này ô vai cát. Cuộc sống ấy nhiều thật sự quá. Bước bớt đi, bớt kim cương bớt đi mọi người. Ôi. Ok á. Tôi hay tôi bước kim cương thế. Cuộc sống người ta nghèo khổ đã đành nên giàu quá cũng khổ các bạn ơi. Trời ơi, giá mà quá giàu quá. Nung đâu núp. Đây. Từ nha, đâu để núp nung cái bộ áo giáp của núp lên á. Rồi ok bạn. Nung bộ áo giáp lên. Thực ra nung áo giáp thì cái gì cũng được các bạn. Protect một cái thôi, chỉ cần một cái. Ui vừa nói xong protect các bạn. Ok, không, nó cứ mặc cái đồ bộ à. Một thêm cái gai nữa nhỉ. Ok, dòng, kháng lửa, kháng liếp đầy đủ luôn bạn. Thôi đừng gai, nó muốn đánh con rồng nó hẳn hoi bạn. Ui dồi, đấy, vừa nói xong được gai level 1 triệu luôn bạn. Oh my god. Rồi, xong. Đó. Nào. Tí nữa mình sẽ làm cái kiếm, chắc cái kiếm looting tí nữa mình. Ui, file protect này, được luôn bạn ơi, đây. Này, cho cái nào. Kiếm này này. Kiếm gì đây? Sắc bén này. Sắc bén 1 triệu à. Ui, xịn đây. Khởi đắc bách. Ui. Nào, đứng yên. Thôi cho banh đi. Đừng đánh cho banh. Khởi đắc bách lên 1 triệu luôn. Rồi, sao bé này được rồi. Đây, để mình chế tạo cái. Ui giời ơi. Wow.
Đấy. Thì xe mất điện rồi. Ok, thì xe mất điện rồi. Mất điện sao nói được hay ta? Thì xe mất điện vừa có điện xong. Thôi cái gai chắc là mình không mặc các bạn. Này, chia nhau một nửa. À Zeno có mắt mà. Đi 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 đi. Ai không nung thì đây. Tính ra chỉ cần nung một con đầu thôi. Kiếm sân trong hao đi. Đây, đặt là đây nút có 7. Yo yo yo. Úi giời. Đấy. Em cũng có nhiều lắm. Ok. Ok. Ua, cái này đẹp vô. Let's go. Ấy, ơi. Đâu ấy? Sao thế rồi? Ủa? Em ra ba rồi. Té đâu rồi? Sao thế vậy? Ơ, sao nút đi đâu ấy? Ok à? Ok à? Nút đang rơi đâu ấy? Ừ, ok à? Ok à? Vanh cũng đang bị rơi này. Chết tớ, cái này bị lộn ngược à? What? Có pixel đang ở chỗ đấy là thử nào. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Trời ơi, hết hồn. Cứ tưởng cái gì chứ. Cứ tưởng, đây. Ok, tưởng con rồng ngày hôm nay nó dỗi mình các bạn ơi. Em nó pia đi nút. Trời ơi, nó nhóp mình đi. Không, không, nút nút lỡ hồi nãy chơi hết rồi. Rồi, ok bạn ơi. Hello mấy anh. Anh ngửi em được, mày nhìn ra. Rồi, không dám làm gì luôn. Bật lùi gọi là. À, mình có thể đánh con rồng một cái chết không ta các bạn. Thả luôn chứ. Chắc biết là các bạn thôi. Mình đứng yên đây các bạn. Chả con rồng xuống. Đấy, ai thích được bắn cái end quit rồi bắn nhá. À, chắc lúc đứng ở đây ngoài trời nó xuống quá. Trời ơi. Đây, đúng rồi, khỏi đập luôn đi. Hôm nay khỏi đập luôn. Giống rồi. Không, thực ra thì phải đập nó xuống chơi ấy. Nó lười lắm. Xuống. Đây thì đập. Rồi, dòng không đâu. Xuống. Không xuống à, không sao, đây đây, nó luôn có cách. Nó sẽ bắt block thật là cao và nó sẽ tự đánh vào người nút nó quéo. Hay quá. Còn nếu mà nó không quéo thì là nút quéo. Đúng vậy. Ok. Ây, sao Zeno bắn? Trời ơi. Okay, sao Zeno bắn? Thanh niên luôn. Thanh niên bắt vào bắt vào lóc lên yes. Kìa. Thanh niên mất hết đồ rồi. Âu. Qua đây con rồng kìa. Ái da. À, mày liều thật. Đấy các bạn thấy không? Nó cắn vào mình, nó gãy một cái răng rồi. Mày liều lắm mày. Ơ kìa, con này tự cắn mình cũng quéo luôn. Rồi, mình lại bắt lên tiếp các bạn. Mình thì chắc là không quéo được đâu bạn ơi. Ngã độ cao này không không gãy giò đâu. Nào, con rồng đâu? Nó lại hút vào mình. Chờ nó hút vào mình đã. Rồi, ok, đấy, mình chuẩn bị hút đây. Thả nó sợ của các bạn ơi. Nó cắn vào mông mình một cái, nó biết thế nào là... Lố đệ. Ui, đâu rồi. Nó sợ hãi, nó phải tôn trọng cái hàm răng của mình à. Đâu rồi. Qua đây. Chị nó cũng tôn trọng hàm răng của Zeno. Ai ơi. Ui giời ơi. Đây, nó còn một xíu nữa các bạn ơi. Đấy, ngày hôm nay là không làm gì cũng giết chết được con rồng các bạn, đơn giản không? À, thực ra mình tạo, game. Tạo khó chứ thực ra hồi nãy mình mà gõ nó một cái nó cũng chết queo rồi. Hấy, hấy, lên cao. Rồi. Vành đúng bao nhiêu cái này, cái đó đấy. Hình như mày. Ok bạn. Rồng ơi, xuống đi rồng. Hả? Đâm đi. Rồi. Mấy thiên nhiên ngồi nhau dưới. Rồng hãy xuống đi. Ok á, rồng nó không được xuống. Đi rồng ơi. Khổ quá mà. Rồi, đứng đây các bạn này. Đấy, khổ. Lần đầu tiên là mình cái kiểu đó là ngồi chờ dòng về. Xuống đây. Làm ơn á. À, mày xuống rồi. Đấy rồi. Yeah. Ôi trời rồi. Tao lúc này chờ mày từ chiều. Chuẩn bị nè nó mà. Lúc này từ chiều hôm qua rồi. Úi giời ơi, rồi đi luôn. Ông luôn. Rồi, không làm gì luôn. Trời ơi, con rồng nó tự cắn vào mình, nó tự quéo bạn. Mình không cần làm gì luôn. Rồi, nhìn đến cả đó. Ok, đi luôn. Bắn làm gì, bắn chết mà. Ui, ui nhưng mà mọi người có bị vỡ được không? Nếu đánh vào núp ấy, núp có gai này, không bị vỡ. Có. Ui ôi, lủng đồ. Không vỡ, nếu mà đồ Protect, xem nào. Protect khỏe là không vỡ đâu. Mới cả, đúng rồi. Rồi, không vỡ nữa bạn. Không vỡ, lủng một nửa. Tính ra cũng được các bạn ạ. Nói chung là cái mấy cái lò nung này cũng cho mình cái đồ xịn các bạn. Nói chung là cũng được. Đó thì nếu bạn yêu thích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh của mình nha. Thì cái clip ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Thì nếu bạn có những cái thử thách gì đặt ra cho mình ở phía dưới thì nhớ comment nha. Và chắc chắn là mình sẽ làm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. Tiện đây thì mình sẽ thông báo cho bạn một tin, đó là sắp tới mình sẽ up thêm video ở trên trang Facebook của mình, đó là trang Facebook T-Gaming. Có nghĩa rằng một ngày mình sẽ sản xuất ra 3 video, 2 video mình up ở trên YouTube cũng như là một video ở trên Facebook. Thế nên là các bạn muốn xem video mới nhất của mình thì các bạn có thể lên Facebook tìm kiếm T-Gaming, sau đó ấn like cũng như ấn theo dõi kênh Facebook của mình. Hoặc là các bạn có thể truy cập đường link ở phía dưới phần mô tả cũng như là phần comment. Hiện tại là mình chỉ có một trang Facebook duy nhất, đó là T-Gaming này thôi. Hiện tại là trang đã đạt hơn 19.000 lượt like cũng như là hơn 22.000 lượt follow. Đó thì các bạn đừng quên truy cập vào ấn like cũng như là follow nha. Thì mình đăng video độc quyền duy nhất ở trên Facebook rồi. Thế nên là bạn nào muốn xem video thì các bạn có thể truy cập vào đây để xem nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.